dìm tao xuống đáy của xã hội như xin lỗi là tao từ đáy xã hội mà đi lên được chưa TikToker Đạt Phi giải thích gì về câu nói tôi là người từ đáy xã hội đi lên. Xuất hiện trong một live stream, TikToker Đạt Phi từng nhận mình là người dưới đáy xã hội đi lên. Cũng chính câu nói đã khiến anh bị nhiều cư dân mạng khác trêu chọc, mỉa mai. Vậy ý nghĩa đằng sau câu nói này là như thế nào? Đạt Villa tên đầy đủ là Đặng Thành Đạt, sinh năm 1994, là một TikToker rất nổi tiếng hiện nay. Bên cạnh được nhiều người yêu mến, Đạt Villa cũng nhiều lần phải đối mặt với sự công kích của các anti-fan. Bất kỳ hành động câu nói nào của Đạt Villa cũng có thể thành trend được chia sẻ rộng rãi. Một trong số đó phải kể đến câu nói bạn luôn muốn dìm tôi xuống đáy của xã hội, nhưng bạn đâu có biết tôi là người từ đáy xã hội mà đi lên. Từ nhận mình là người dưới đáy xã hội đi lên, Đạt Villa từng bị nhiều cư dân mạng khác trêu chọc, mỉa mai. Tuy nhiên, ý nghĩa đằng sau câu nói này là như thế nào? Mới đây, nam thanh niên TikToker đã chia sẻ rõ ràng. Tao là con nhà nghèo, chúng mày là tao fan đúng không? Đúng tao fan thật. Theo Đạt Villa, trước khi trở thành một TikToker, anh xuất thân là một người con trong một gia đình nghèo khó. Khi lớn lên, bản thân anh đã bươn chạy rất nhiều công việc chân tay vất vả, đã gặp rất nhiều kiểu người trong xã hội này. Anh cũng từng nhận thấy, bản thân anh từng rất yếu kém về mọi mặt, lại không có điều kiện về kinh tế nên có cảm giác như đèn ở dưới đáy xã hội. Tuy nhiên, mỗi ngày Đạt Villa đã cố gắng và nỗ lực thật nhiều, anh dần được những người yêu quý như ngày hôm nay. Mỗi ngày một đi lên, ngày hôm nay của mình tốt hơn ngày hôm qua, đó chính là ý nghĩa câu nói mà mình muốn truyền tới các bạn. Trước kia, khi mà mình chưa có một cái gì trong tay, mình từng suy nghĩ sao cuộc đời bất công vậy, tại sao cùng sinh ra mà bạn ấy lại sinh ra trong căn nhà giàu có đó mà không phải là mình. Tuy nhiên, khi mình có những thành quả hiện tại, mình lại suy nghĩ rất khác. Mình nghĩ rằng cuộc sống sẽ chỉ tốt lên nếu chúng ta biết cố gắng và nỗ lực. Cố gắng vươn lên mỗi ngày sẽ giúp chúng ta bước lên từng nấc thang cao hơn, chinh phục được những mục tiêu và ước mơ của bản thân, Đạt Phi La nói. Chàng TikToker chia sẻ thêm, hiện tại anh đã dần ổn định về kinh tế, có thể lo cho con gái một cuộc sống đầy đủ hơn. Với riêng anh, con gái chính là động lực để anh vượt dậy mỗi lúc tinh thần đi xuống. Mỗi khi được cùng con gái tiếu tích trò chuyện, anh đều cảm thấy những vất vả tuổi hổ của mình từng trải qua là xứng đáng. Với riêng mình, mình sống tất cả vì con gái nên càng phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa trong hiện tại và cả tương lai, chàng TikToker thổ lộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.